Hello xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories Hôm nay mình xin chia sẻ cập nhật tình hình của nước Mỹ Cái tin quan trọng mình muốn chia sẻ hôm nay đó là Cảnh sát cũng đã thông báo cho người dân toàn nước Mỹ Phải cẩn thận đề phòng Vì mùa này nè các bạn Thì có những người xấu người ta sẽ giả dạng nhân viên y tế Đến nhà người dân để mà cướp tài sản trước khi mình uh, vô vấn đề đó thì mình uh, xin uh, cho mình nhắc lại là nếu như bạn nào mà muốn tham gia đố vui có thưởng với lại KT xin hãy uh, comment ở bên cái phần video đố vui có thưởng đó. các bạn mình mới post uh, mình mới bỏ hai ngày trước đó. các bạn giúp cho mình là để comment ngày và giờ luôn nha bởi vì có mình lúc đầu mình cũng có nói mình sợ là có nhiều bạn đoán cùng ngày cho nên là nếu mà đoán giờ luôn á giúp gì mình để mình coi người nào mà xác cái giờ của mình nhận được á thì mình sẽ tặng bạn đó là 100 đô. Nhưng mà bạn đừng có để bên cái comment của video này nha. Các bạn giúp gì mình để bên cái video đối vui có thưởng để mình dễ xem giống như là mình dễ check hơn. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nha, mình hy vọng nhiều bạn tham gia cho vui nè Bởi vì mình đọc cũng có một số người chỉ là mừng mình nhưng mà không có để ngày giờ Hy vọng bạn xem video này và có thể quay lại cái video đối vui có thưởng Và để comment đoán ngày nào giờ nào KT sẽ nhận được Mà khi bạn xem cái video này, mình chỉ cho các bạn biết cái... Uh, cái hint tức là bạn xem video này là mình vẫn chưa có nhận được cái nút bạc nha các bạn mình không biết khi nào mình nhận được cho nên là mình chỉ muốn chia sẻ các bạn để các bạn đừng có đoán gần quá nhưng mà hiện tại bây giờ video này bạn xem mình vẫn chưa nhận được nha và để uh, mình uh, hôm nay làm video này mình muốn chia sẻ cái tin quan trọng như mình nói lúc nãy là uh, người ta cảnh sát người ta cũng uh, nói cho tất cả toàn dân biết nhưng mà có thể những các bạn ở gần xa hay là những bạn không có thời gian đọc uh, tin tức uh, hôm nay mà xem video của KT cũng có thể uh, uh, biết được và mình hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ với gia đình và bạn bè đó là người, uh, cảnh sát nói là người ta sẽ không gửi nhân viên y tế đến nhà các bạn để xem bạn có dấu hiệu bị bệnh rồi bạn uh, có bị nhiễm bệnh hay không người ta sẽ không có gửi nhân viên tới cho nên các bạn uh, hãy đề phòng thì sẵn đây qua câu chuyện này thì mình cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện đã xảy ra trong cái 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 khu nhà của Katy ngày trước đó là cái nhà sát bên mình luôn hàng xóm sát bên mình không có cách một căn nào hết nha thì một buổi chiều khoảng năm giờ rưỡi 6 giờ ở nhà cái bên thì có hai chị em thì người chị thì hai mấy người em cũng hai mấy tuổi rồi em trai tự nhiên nghe tiếng chuông reo thì cái cánh cửa các bạn nó có cái lỗ nhỏ để mình nhìn ra để coi có ai không bạn thì bạn đó cái cô bé đó mới nhìn ra thì thấy cái cái ống nước cái ống nước tưới cây ở ngoài trước nhà các bạn. Nó chảy nhìn ra thì thấy ống nước đang chảy thì cổ tưởng đâu là hàng xóm bấm chuông thông báo giống như báo cho mình biết là mình quên tắt nước. Cổ mới vừa mở cửa ra thì vừa mở cửa ra thì có hai người đàn ông bịt mặt và xông vào các bạn người ta trói hai chị em lại và may mắn là chỉ gom đồ thôi các bạn không có làm gì hết cái đó là một sự may phải nói là quá mừng luôn mà mình nghe cái tin đó trời ơi mình sợ gần chết luôn các bạn biết không khi mà cổ kể hả mình nổi hết da gà tại vì khi nếu những người đó mà bấm chuông nhà mình mà để cái ống nước như vậy thì mình cũng sẽ tưởng nó là hàng xóm thì mình là người sẽ bị hậu quả mấy ngày nay ở Cali trời mưa tầm tã không có quay ngoài được cho nên là mình quay ở trong phòng cái ánh sáng không có được tốt lắm các bạn thông cảm mình nha mình nhớ tới đâu thì mình chia sẻ các bạn tới đó và đại ca cũng xin làm việc ở nhà thì nếu như bạn nào mà có thể làm việc rồi ở nhà thì xin công ty thử xem có cho làm việc ở nhà hay không Ờ, bởi vì mình nên tránh những đám đông những nơi tụ tập đông người ấy, các bạn mình đâu có biết ai lây ai đâu rồi mình về mình lây cho gia đình của mình nữa cho nên là tốt nhất là mình hy vọng các bạn có thể hỏi xem công ty của các bạn đây là làm công ty nha còn về làm mình thương nhất là những người làm về ngành nail thế các bạn tội lắm không có không có nghĩ được trừ khi cái tiệm đóng cửa mà hiện tại đây nè hiện tại bây giờ cũng rất là vắng khách luôn những cái tiệm nào mà nói là nước nhà hàng nè tiệm nail nè đều đều vắng thì những cái người nào mà người ta đang còn mở cửa mà người ta nói là giảm 50 phần là cái tiệm nó cũng coi như là thành công nha các bạn chứ đa số là vắng lắm rất là vắng luôn mình có một em ở bên Hà Lan em ấy nói là chị ơi vắng tới nỗi mà em ấy không có khách em ấy phải nghỉ làm luôn Hà lan cái một đất nước nhỏ xíu như vậy thôi mà 600 người rồi các bạn à, cho nên là mình thật sự hiện tại khi mình quay video này là ở bên Mỹ là đã 46 người rồi 46 người mất cho nên lúc mà bạn xem video này có thể là con số sẽ tăng cao mình mình không biết là bao nhiêu nhưng mà hiện tại nha các bạn và đã lây lan hết 46 tiểu bang rồi nó nó lây lan rất là nhanh mình hy vọng các bạn ở ngoài đó cẩn thận hơn nha à, Nhớ ăn những thức ăn giống như mình chia sẻ, nhớ uống nước gừng, nhai gừng, tỏi, xả à, Ăn những thức ăn mà mình kháng khuẩn hay là mình tăng cao sức đề kháng Và uống nước súp, súp, súp gà, các bạn, cháo gà, súp gà, phở gà, những gì liên quan tới thịt gà nè Các bạn biết gì không? Sau khi cái tin Houston đóng cửa hơn 30 trường học Những cái kệ thịt, bánh mì, trứng tất cả đều không còn cái gì hết đồ ăn tức là người ta dọn sạch sẽ luôn các bạn ơi và hiện tại thì theo như các bạn biết mấy ngày trước rồi nước ý người ta cũng đóng cửa toàn quốc là các bạn nhìn nước ý bây giờ người ta rất là hoang mang luôn bởi vì nó lan tràn gọi là red zone luôn các bạn thì à, có những cái, cái hình ảnh nhìn thấy cũng rất là buồn luôn các bạn ơi cho nên là các bạn cũng cẩn thận nha Nước Mỹ bây giờ hiện tại bây giờ là tổng thống đã tuyên bố là không ngừng chuyến bay từ từ châu Âu, tức là không có cho những cái chuyến bay từ châu Âu vào nước Mỹ nữa. Khi mình quay video này thì đại ca cũng vừa thông báo cho mình biết là tổng thống Trump đã thông báo một tin quan trọng đó là mình hiện tại trong thời kỳ khẩn cấp quốc gia các bạn hiện tại ở bên New York là đã có hai nơi à, hai cái vùng zip code đó là uh, FedEx tức là người ta giao hàng tới người ta hai trong vòng hai tuần tới người ta không giao nữa bởi vì cái vùng đó cách ly trên những cái zip code đó mà bạn nào order uh, đầu online đi trên mạng đi thì sẽ không có được nhận hàng trong vòng hai tuần tới cái đó là cho bên cái tiểu bang đó nhưng mà hiện tại mình cũng đang theo dõi xem có tình hình sẽ diễn biến ra như thế nào mình không biết là nó sẽ là toàn nước hay không cho nên là các bạn cũng nên dự trữ một ít đồ trong nhà mình cứ kêu gọi như vậy không phải là mình kêu gọi là dự trữ nguyên cái kho các bạn mà phải nên có đề phòng bởi vì mình cứ mình đăng rồi mình nói mà có bạn cứ nói là không có gì đâu không có gì đâu ờ, tại sao tôi ở bây giờ tôi ở nhà tôi chẳng mua gì hết mình đọc mình cảm thấy mình thương cho bạn bởi vì mình mình cứ lo cho bạn mình không biết sẽ xảy ra gì lúc đó trong nhà bạn không có gì để ăn hết mình chỉ lo như vậy thôi và có bạn nói là người ta sẽ giao đồ ăn tới nhà tức là chính phủ sẽ lo cho con dân nhưng mà người ta chỉ cho bạn đồ ăn thôi đôi khi người ta không cho bạn những cái thứ bạn cần dùng trong gia đình thì sao thì ý mình nói như vậy đó bạn hãy mình hãy lo cho mình trước đừng và mình cũng không muốn tạo cái gánh nặng cho chính phủ nữa các bạn bây giờ không còn là vấn đề nhỏ như là nhiều bạn tưởng nữa bạn các bạn nên uh, chuẩn bị chuẩn bị mình phòng hồi trong nhà mình có một một chút gì đó để cho khoảng dài tuần lương thực, lương khô nha. Thì các bạn nếu mà đọc tin tức rồi thì cũng đã biết là mấy ngày trước tổng thống Trump có bắt tay bắt tay với lại một người bên Brazil và khi mà hội nghị á và cái người đó hiện tại đang bị dính bệnh luôn các bạn ơi. Người người ta đang cũng đang lo cho tổng thống không biết là có có bị bệnh hay không và nói chung là bây giờ nó nó đâu có tha cho ai đâu cái cơn bệnh là không tha cho ai hết mình nên cẩn thận đề phòng nha các bạn rất là cẩn thận luôn ra đường các bạn nhớ nếu mà được mang khẩu trang còn không có nhưng mà ít nhất mình nên có bao tay hay là mình có cái uh, hand sanitizer cái nước rửa tay khô để bên mình và tránh đi chợ thường xuyên nữa các bạn ơi uh, mình mua rồi mình về nhà dự trữ đi ha nếu trong thời gian mình không có ra ngoài đường được thì mình nên mua những thức ăn lon giống như là rau cải ví dụ như hạt đậu nè bắp nè những cái lon đó các bạn tại vì lúc đó mình không có rau cải cứ thịt cá không đâu được thì mình nên có những thứ giống như là rau cải trong cái lon á mua về dự trữ luôn hôm qua các bạn biết không mình nghe tin tức uh, Tom Hanks người tài tử Tom Hanks và Rita Wilson uh, bị dính đó. trời ơi mình thấy giống như, uh, hoang mang sụp đổ tại vì mình rất là yêu quý người tài tử tham hang các bạn nhưng mà những cái người làm ngành này thì cũng khó bởi vì người ta phải đi tới chỗ này chỗ nọ để quay phim và cuối cùng cũng bị dính luôn những người về chính trị cũng vậy à, nhắc tới chính trị mình mới nhớ mình xin đính chính là kênh của mình không có liên quan tới chính trị nha các bạn kênh của mình chỉ là về ăn uống du lịch đó đây và chia sẻ những Thông tin chung quanh mình thôi, không có liên quan tới chính trị nha. Cho nên bạn nào mà nói về liên quan tới chính trị mình sẽ không có trả lời bởi vì mình kênh của mình hoàn toàn không dính dáng đến chính trị. Bạn muốn biết tình hình ở bên Cali như thế nào, bạn cũng có thể gõ, gõ lên uh, Google uh, cái, có cái 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 kênh, cái đài gọi là ABC á các bạn. ABC rất nổi tiếng ở bên này. Người ta quay cái cảnh mà bà con xếp hàng ở chợ Costco á nó dòng như vậy nè. Trời đất ơi, các bạn biết không? Nhìn người ta làm cái cái drone ở phía trên nó quay xuống, ôi ôi. Tức là người ta đứng xếp hàng, không biết là khi nào mới vô trong tới chợ luôn á. Người ta xếp hàng để đi mua đồ, đồ ăn á các bạn. Nói quá khát nước. <laughs> các bạn nhớ làm trà gần uống nha mình thấy nó rất là tốt luôn á rất là tốt cho sức khỏe luôn hy vọng các bạn mỗi gia đình làm một hũ hay hai, hai hũ đó, để trong tủ lạnh dùng dần dùng để cả tháng luôn các bạn cũng không có sao hết á bác bệnh sĩ bên nhật có khuyến cáo là nếu như bạn muốn biết tình trạng của bạn hiện giờ là sức khỏe của bạn có tốt hay không thì bạn có thể hít sâu hít sâu như vậy khoảng 10 giây nếu như bạn cảm không cảm thấy đau ngực hay là khó thở gì thì bạn ok. Nhưng mà nếu mà bạn cảm thấy khi mà bạn làm 10 giây mà bạn có vấn đề gì á nghĩa là bạn phải đi xét nghiệm. Bây giờ các bạn làm cùng mình nha. Wow, không có gì hết. <laughs> mừng quá các bạn ơi video tới đây cũng dài rồi mình xin tạm thời chia tay với các bạn à, hy vọng mình nếu như có tin gì mới mình sẽ chia sẻ với các bạn kế tiếp nếu như bạn nơi bạn sống mà có tin tức gì xin chia sẻ với thi với nha bởi vì có thể nhiều tin tức mình không có đọc qua hết được đó à, mình cảm ơn các bạn nhiều lắm mình chúc các bạn có nhiều sức khỏe nè à, giữ gìn sức khỏe và cẩn thận Uh, nếu như bạn xem video này lần đầu tiên mà chưa có subscribe của kênh KT Xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha Thank you for watching Bye bye, see you next time Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an làm và hạnh phúc nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.